cập nhật tình hình COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến sáng 22 tháng 8 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 173.751 trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và 428 trường hợp nhập cảnh. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 34.605 bệnh nhân, trong đó có 2.131 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.442 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 21 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.546 bệnh nhân xuất viện. Tổng số bệnh nhân COVID-19 xuất viện cộng dồn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 87.805 bệnh nhân. Về số ca COVID-19 tử vong, trong ngày 21 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 278 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Về tình hình tiêm chủng COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 22 tháng 8, tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 21 tháng 8, toàn thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho 93.366 người. Như vậy, trong một tháng qua, kể từ khi tiêm vaccine COVID-19 đợt 5, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 4,3 triệu liều. Tổng số liều tiêm trong 5 đợt tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nay là 5,38 triệu liều. Trong số này đã có hơn 183.000 người đã tiêm mũi thứ hai. Chỉ tính riêng vaccine Verocell của Sinopharm, tính từ ngày 13 tháng 8 đến 21 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được 183.832 liều. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 21 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 1.335.082 mẫu, trong đó có 819.987 mẫu đơn, 515.095 mẫu gộp, với 4.762.346 người được lấy mẫu. Tổng số mẫu chưa có kết quả là 9.601 mẫu, trong đó có 6.989 mẫu đơn và 2.612 mẫu gộp. Về tình hình chăm sóc, theo dõi điều trị F0 tại nhà, HCDC cho biết thành phố tổ chức các trạm y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khỏe F0 khi điều trị tại nhà, trang bị thuốc, trang thiết bị y tế cơ bản tại các trạm y tế lưu động, cung cấp các túi thuốc điều trị phù hợp với tình trạng bệnh cho F0 điều trị tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi điều trị tại nhà là 40.576 người, trong đó có 20.208 trường hợp F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 20.368 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung, quận, huyện là 14.488 người. Số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 2.999 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 16.561 người. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cũng đưa ra những khuyến cáo đến với người dân như sau: 1. Bình tĩnh thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền. 2. Thành phố sẽ đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm thiết yếu. 3. Tổ chức chăm sóc sức khỏe tại nhà, thuốc điều trị bằng hình thức trạm y tế lưu động. 4. Không nên hoảng loạn, tụ tập đông người, mang nguy cơ cho bản thân và gia đình. 5. Thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K, vaccine, thuốc. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.